Gì đấy? Không biết chữ à? Mù à? Không nhìn cái gì siêu âm nè. Này, của cô đấy à? Không, của tôi thì của ai? Của thằng bỏ mẹ nào? Thằng bỏ mẹ anh ấy. Của thằng này á? Ôi, nhạy thế á? Phát ăn ngay này á? Trời ơi, bỏ mẹ tôi rồi. Này, con này đàng hoàng nhá. Con này cảm thấy tự có trách nhiệm, con này thông báo nhá. Chứ còn ý tứ anh thế nào ấy, tôi không quan tâm. Có nhận thì không nhận nhá. Đây đấy cần. Okay. Đây tự đẻ, tự nuôi nhá. Okay, này, này, ăn nói như thế à? Hả? Tự đẻ, tự nuôi, thế cô tự thụ phấn được à? Không có thằng này lấy khối đâu ra con mà tự đẻ, tự nuôi. Tưởng sợ? Chối bay chối biến cơ mà. Ừ. Riêng về trách nhiệm mà. Thằng này hết nước chấm nhá. Không phải nghĩ. Ra đâu rồi? Tự nhiên thì tòi ra một đứa đầu hỏn. Khó bỏ xử đấy. Không phải lo. Thằng này mà lo không nổi thì còn thằng anh nữa cơ mà. Này này này, lại cái giọng đùn đẩy trách nhiệm đi. Bỏ ngay kiểu suy nghĩ nhờ người này người kia đi nhá. Đây nói rồi, con là con chung. Đấy không nuôi được thì để đây nuôi nhá. Này, nói thế thôi chứ còn khướt mới đến thằng anh nó. Thằng anh nó lớn thế mà thằng này còn phải chăm bẵm mãi này. Mình này, nói về kinh nghiệm nuôi con nhá, đằng này hơn đằng ấy nhiều. Luyến này, mẹ nói bây giờ phải bỏ cái thói lươn đi. Con nó nằm trong bụng ấy, nó lại nhiễm cái tính lươn ấy thì mất hay ra, đúng không? Rìm đi. Chuyện này là chỉ có tôi với anh biết thôi nhá. Cấm mà đi bếp xét với ai. Anh mà để lộ ra, đừng hỏi vì sao mà con tôi không có bố nhé. Cái gì mà mày ngạc nhiên thế? Chứ con chả bảo là bố mà đến được với cô Luyến thì hết nước chấm. Gì nữa? Nhưng mà con lại không nghĩ là bố lại chuyển nhanh như thế đâu nhá. Này, tuổi 20 bây giờ mới có em hơi ngại đúng không? Việc gì phải ngại? Mình cứ giấu tiệt bạn bè đi. Mà cũng có đứa bạn nào nó đến đây đâu. Gì đâu mà phải ngại nhá. Con thì con thấy bình thường. Quan trọng là bố thấy thế nào ấy. Bố á, à, đầu tiên thì cũng hơi choáng. Tuổi này lại có đứa con nữa thì nó hơi hoảng. Sinh ra một đứa bé, nuôi nấng nó có phải dễ dàng gì đâu. Mà thôi kệ, trời cho thì mình hưởng. Đấy, đây, như cái thằng anh này này, nuôi mãi rồi nó cũng lớn thành người. Trong khi kinh nghiệm đầy mình, chả lẽ không nuôi nổi đứa oắt con ấy nhờ. Bố hả? Chỉ cần bố vui là được. Vui chứ, không hiểu các anh các chị tuổi trẻ yêu đương thế nào chứ bố là bố quý cô Luyến lắm. Không biết như thế có phải là yêu không? Làm bố bạn. Cái kia để anh mình mở mồm nhờ chị Hòa tí đã. Này, cái gì đấy? Vay tiền trả nợ cho con này. Chị Hòa, tôi nhờ chị canh thật kỹ cái con Luyến lươn này giúp tôi, không cho nó làm việc nặng gì cả. Có việc nặng chị cứ gọi thằng này một tiếng, thằng này ra làm, không công cám gì cả, free từ trái tim luôn. Gì đấy? Gì? Tôi biết rồi. Cái đấy anh không phải dặn. Chị biết gì không? Hai anh chị mặt ngây thơ vô số tội. Ông Lưu ông chém ngoài chợ rồi. Ông vỗ ngực ông bảo là Lưu nát chốt phắc ăn luôn.